Với vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm sử dụng rượu, bia tham gia giao thông trên tuyến. Đại diện Cục Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an cho biết thời gian tới đây, với vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông sẽ bố trí lực lượng mặc thường phục, bí mật nắm tình hình để thông báo và kịp thời xử lý người vi phạm sử dụng rượu, bia tham gia giao thông trên tuyến. Lực lượng mặc thường phục ghi hình, nắm bắt thông tin sẽ phối hợp với các tổ cảnh sát giao thông công khai để xử lý vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, vị trí kiểm soát. Bố trí lực lượng sử dụng mô tô cảnh sát giao thông tuần tra cơ động gần khu vực kiểm soát để kịp thời xử lý các trường hợp cố tình quay đầu xe và rẽ vào đường ngang, ngõ tắt nhằm trốn tránh việc kiểm tra. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông thông tin. Bên cạnh đó, cảnh sát giao thông sẽ tăng cường hóa trang ghi hình vi phạm hoặc xử lý thông qua hệ thống camera giám sát. Theo đó, nhóm hành vi được tăng cường hóa trang ghi hình vi phạm là vi phạm về tốc độ, tránh, vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Với hành vi này, cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ trực tại trung tâm chỉ huy, giám sát 24/24 giờ, nắm tình hình trật tự an toàn giao thông, rà soát kịp thời các phương tiện vi phạm để thông báo cho lực lượng cảnh sát giao thông công khai đang làm nhiệm vụ trên tuyến dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông nêu rõ. Cũng theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, với các tuyến không được trang bị hệ thống giám sát tự động, sẽ bố trí cán bộ hóa trang, mặc thường phục sử dụng các thiết bị, kỹ thuật nghiệp vụ, sử dụng phương tiện cảnh sát giao thông hoặc cá nhân thường xuyên di chuyển trên tuyến ghi nhận các hành vi vi phạm để xử lý. Trường hợp không dừng được phương tiện thì phải gửi thông báo đến chủ phương tiện có liên quan để xử lý theo quy định. Hiện nay, việc hóa trang ghi hình các tài xế điều khiển xe vượt ẩu, lấn làn đã được Cục Cảnh sát giao thông áp dụng tại tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Bước đầu, phát huy hiệu quả tốt, nhiều tài xế có ý thức chấp hành hơn, đại diện Cục Cảnh sát giao thông đánh giá. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông cho biết thêm việc tăng cường xử lý theo 5 nhóm hành vi: nồng độ cồn, ma túy, quá khổ quá tải, cơi nới thành thùng xe, tốc độ, vi phạm về tránh vượt, phần đường, làn đường, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông và sử dụng các loại giấy tờ không do cơ quan có thẩm quyền cấp, giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông. Việc kiểm tra, xử lý vi phạm theo các chuyên đề sẽ được thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm minh, linh hoạt, hiệu quả với tinh thần tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ để răn đe, giáo dục, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành các quy định pháp luật của người tham gia giao thông. Đại diện Cục Cảnh sát giao thông khẳng định. Bộ Công an đã có thông tư 32 có hiệu lực từ ngày 15 tháng 9 năm 2023, quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông. Theo thông tư 32, cảnh sát giao thông sẽ được bố trí cán bộ hóa trang để phối hợp xử lý vi phạm giao thông. Cụ thể, tổ cảnh sát giao thông được bố trí một bộ phận cán bộ hóa trang, mặc thường phục, phối hợp với bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến, địa bàn được phân công. Theo đó, bộ phận cán bộ hóa trang và bộ phận cán bộ tuần tra, kiểm soát công khai trong tổ cảnh sát giao thông phải giữ một khoảng cách thích hợp bảo đảm việc xử lý vi phạm kịp thời, đúng pháp luật. Khi phát hiện vi phạm phải thông báo ngay cho bộ phận tuần tra, kiểm soát công khai để tiến hành dừng phương tiện, kiểm soát, xử lý theo quy định. Tháng 9 năm 2023 là tháng an toàn giao thông, sau gần một tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước đã phát hiện rất nhiều cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trong đó lỗi chủ yếu là vi phạm về nồng độ cồn. Nhiều cán bộ vi phạm nồng độ cồn. Những trường hợp cán bộ, lãnh đạo vi phạm nồng độ cồn điển hình có thể kể đến như tối ngày 5 tháng 9. Tổ công tác số 2 của Bộ Công an phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Hà Nội tổ chức kiểm tra, xử lý tại quốc lộ 21B, đoạn qua địa bàn quận Hà Đông, Hà Nội, đã phát hiện ông BMK, cán bộ đội cảnh sát giao thông, trật tự công an quận Ba Đình, Hà Nội, lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,275mg lít khí thở và không có những giấy tờ liên quan như bằng lái, đăng ký, bảo hiểm. Đáng chú ý, khi vi phạm, ông BMK đã khai tên sai, nhưng sau đó tổ công tác đã xác minh và lập biên bản xử phạt hành chính, gửi thông báo về công an thành phố Hà Nội để chỉ đạo kiểm điểm, xem xét xử lý cán bộ vi phạm này. Tiếp đó,
Rạng sáng ngày 9 tháng 9, tổ công tác số 2 tiếp tục phối hợp với Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ ở đường Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, phát hiện và lập biên bản đối với ông PXT, cán bộ công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, lái xe ô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,672mg lít khí thở. Quá trình xử lý, ông PXT không chấp hành việc ký biên bản vi phạm hành chính và biên bản vi phạm điều lệnh công an nhân dân, mặc dù tổ công tác đã giải thích và yêu cầu nhiều lần. Trường hợp này, Cục Cảnh sát Giao thông cũng đã gửi thông báo về Công an thành phố Hà Nội để xem xét xử lý. Tối ngày 14 tháng 9, tổ công tác số 3 của Bộ Công an phối hợp với Công an thành phố Phan Thiết, Bình Thuận dừng kiểm tra xe ô tô do ông CSD cầm lái và xác định tài xế này vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,124mg lít khí thở. Qua đấu tranh, xác minh, lực lượng chức năng xác định ông D là bí thư huyện ủy một huyện tại Bình Thuận. Tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính, đồng thời gửi thông báo về nơi làm việc của ông D để có hình thức xử lý, kiểm điểm. Hay như vụ việc đang được dư luận quan tâm là một đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự ở Tiền Giang say xỉn, điều khiển ô tô va chạm với xe máy khi tham gia giao thông. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang có mặt khám nghiệm hiện trường. Trong quá trình kiểm tra, người đàn ông này ban đầu không hợp tác, liên tục gọi điện thoại. Qua đấu tranh, kiểm tra nồng độ cồn người điều khiển ô tô ở mức 0,54mg một lít khí thở, vi phạm kịch khung. Sau đó, lực lượng chức năng đã xác minh người điều khiển xe ô tô là thiếu tá P, V, L, đội trưởng đội cảnh sát giao thông, trật tự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Liên quan vụ việc này, trao đổi với báo chí, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định, không có vùng cấm. Ngoài những trường hợp nổi cộm trên, các tổ công tác cũng xử lý nhiều người vi phạm nồng độ cồn là công chức, viên chức, công an, như chủ tịch Ủy ban nhân dân một huyện ở Thừa Thiên, Huế, chánh văn phòng Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng, chánh văn phòng Sở Ngoại vụ thành phố Hải Phòng, chủ tịch UNND phường Trần Phú, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Kiên quyết xử lý, không có vùng cấm. Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ về mức xử phạt nồng độ cồn đối với ô tô, xe máy, khi tham gia giao thông, tài xế xe máy vi phạm quy định về nồng độ cồn có thể bị phạt tiền cao nhất lên tới 8 triệu đồng, ô tô lên tới 40 triệu đồng, tước giấy phép lái xe lên tới 24 tháng. Đối với cán bộ, đảng viên, khi bị phát hiện vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, ngoài việc xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật, còn bị xử lý theo quy định kỷ luật của đảng, công chức, viên chức tại nơi làm việc. Chỉ thị 10 CTTTG về tăng cường đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ của Thủ tướng Phạm Minh Chính ngày 19 tháng 4 năm 2023 cho biết cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động trong cơ quan nhà nước vi phạm giao thông có thể bị đưa vào tiêu chí xếp loại. Người đứng đầu đơn vị có người vi phạm có thể bị kiểm điểm, xem xét trách nhiệm. Thủ tướng yêu cầu quá trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông phải tuyệt đối thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tất cả hành vi vi phạm phải được xử lý nghiêm. Ngoài ra, theo quy định số 69/QĐ-TVK của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, trong trường hợp đảng viên vi phạm các quy định về cấm uống rượu, bia làm ảnh hưởng đến tư cách đảng viên thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Nếu đã bị kỷ luật khiển trách về hành vi này mà đảng viên vẫn tiếp tục tái phạm thì sẽ bị cảnh cáo hoặc cách chức nếu có chức vụ. Nếu gây hậu quả rất nghiêm trọng thì bị khai trừ ra khỏi đảng.